Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 1 Bộ truyện độc quyền của tác giả Thanh An Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh Để Hạ Vi và ekip chuyện 23S Có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé Mời các bạn cùng nghe chuyện 3 giờ sáng Cô cứ thấy gom đồ Mà nhanh chóng rời khỏi nhà anh của Hằng Cô và Hằng biết nhau vào năm nhất đại học Sau đó Hằng đột nhiên chuyển ngành Nên học khác trường cô Tuy nhiên, Tính cách của cô và Hằng rất hợp nhau, nên cả hai vẫn luôn giữ mối liên hệ bạn bè qua lại thân thiết. Hôm nay, Hồng Ân được nghỉ nên cô có hẹn với Hằng đi xem phim. Là do giờ chiếu phim trễ hơn giờ đóng cửa của ký túc xá, nên Hằng dẫn cô qua nhà anh trai cô ấy ở một hôm, không ngờ rằng một hôm này đã khiến cuộc đời của cô đi sang một trang khác. Cất những bước chân không rõ phương hướng, cô cứ thế đi hết con đường này lại rẽ sang một con đường khác cô đang dựa theo trí nhớ mơ hồ của mình mà tìm đường về ký túc xá cô không thể ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa nó sẽ khiến cô càng thêm ám ảnh mà khắc sâu nỗi đau kia vào lòng phần thân giữa hai chân vì cô đi lại nãy giờ cọ sát đau nhói khiến cô lâu lâu lại phải hít sâu một hơi thật sự đi như thế này mà nói với cô chính là cực hình có nằm mơ cô cũng không tin được anh của hằng người mà cô luôn tôn trọng và sùng bái lại làm như vậy với cô những gì cô biết về anh chính là Trần Việt Hoàng, 31 tuổi, một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đang công tác tại bệnh viện Nhân Ái, một bệnh viện lớn nổi tiếng của thành phố. Sau khi học đại học trong nước xong, anh ấy đã qua Pháp học tiếp lên và lấy bằng bác sĩ chuyên khoa 2. Cách đây 2 năm anh mới về lại Việt Nam và được đích thân viện trưởng của bệnh viện Nhân Ái mời về làm việc. Làm được nửa năm thì anh được đề cử lên chức vị phó khoa. Đối với một đứa rớt y đa khoa trường công, phải bỏ ra một số tiền lớn đóng học phí để có thể vào học trường tư như cô thì không biết bản thân phải cố gắng tới mức nào mới có thể được như vậy. Nếu quyết tâm, có thể là cô sẽ được như thế, nhưng không thể thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Được tiếp xúc với anh vài lần, cô đối với tính cách trầm ổn và điềm tĩnh của anh lại càng mến mộ hơn. Có thể nói, anh là tượng đài trong lòng cô. Vậy mà ngày hôm nay, tượng đài kia lại chính thức sụp đổ trong cô bằng một cách như vậy cô không biết sẽ phải chấp nhận như thế nào nữa vì vậy mặc kệ đang là giữa đêm khuya mặc kệ là lúc này ngoài đường có bao nhiêu nguy hiểm suy nghĩ lúc đó của cô chính là phải nhanh chóng thoát khỏi căn hộ kia nhanh chóng tránh xa người đàn ông đó bởi vì nơi đó không an toàn tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy tại sao anh hoàng lại hành động như vậy với cô hiện tại cô đang rất rối cô không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa những nỗi sợ hãi đã chiếm gần như là trọn vẹn tâm trí của cô rồi ngày mai khi mặt trời mọc cô phải làm sao đây cô phải đối diện với thực tế này như thế nào bây giờ với kiến thức mà bản thân có được cô biết cách duy nhất có thể bảo vệ bản thân đòi lại công bằng cho mình chính là báo cảnh sát nhưng báo rồi thì sao mọi người đều sẽ biết đến chuyện này mọi người đều sẽ biết cô đã thất thân mọi người đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt soi mói có thương hại có nhưng cô lại không muốn như vậy với tính cách của cô, chuyện này là không thể. Cô thả rằng cam chịu, chứ không muốn cho nhiều người biết đến chuyện này. Hơn nữa, người cường bạo cô là anh trai của Hằng, là con trai của ba nam mẹ Hạnh. Bọn họ đều đối xử với cô rất tốt. Cô có thể thấy rõ được điều đó. Cô biết họ cũng yêu thương cô như con cái trong nhà vậy. Nếu bây giờ cô cầm đơn đi kiện con trai của họ, cô làm sao được? Còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa chứ? Còn sự nghiệp của anh Hoàng nữa, chắc chắn nếu việc này lộ ra anh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều sự việc kia phát sinh là do anh đang say có thể là do men rượu nên anh mới hành động như vậy có thể là anh thật sự không cố ý đâu lúc làm xong trong cơn mơ màng anh còn nói xin lỗi cô cơ mà đúng vậy người đàn ông cương trực mà mình luôn ấn tượng kia sao có thể là loại người ấy được cảm thấy đây là lý do thích hợp nhất để giải thích cho sự việc kia cô liền quyết định bám chắc theo nó lấy nó làm cái cớ để che giấu đi, để buộc bản thân mình thừa nhận rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng còn sự trong trắng của cô thì sao? Ai trả lại cho cô đây? Năm nay cô chỉ mới có 19 tuổi, vậy mà đã thất thân rồi. Ba mẹ Hồng Ân là kiểu người truyền thống, họ giáo dục cô về những vấn đề này rất nghiêm khắc, vì thế, cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của họ mà trong đầu luôn xác định người đàn ông sau này có thể ngủ cùng cô có thể quan hệ thể xác chỉ duy nhất và tuyệt đối là chồng cô mà thôi trước giờ cô không bao giờ ủng hộ quan điểm quan hệ trước hôn nhân còn khá là bài xích nữa bây giờ nhìn xem chuyện đó xảy ra với cô rồi hơn nữa giữa cô và người đó lại chẳng hề có chút quan hệ tình cảm gì cô phải làm sao đây kêu anh hoàng chịu trách nhiệm với cô điều này dĩ nhiên không thể khoan xét đến những vấn đề khác ngay chính bản thân cô nhìn vào cũng có thể nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa cô và anh anh tài giỏi xuất chúng biết bao còn cô chỉ là một cô sinh viên học hành chẳng giỏi giang tương lai thì mờ mịt chẳng biết sẽ đi về đâu cô làm sao mà với tới được anh chứ anh không phải là người cô muốn chạm là được cái hằng tối qua cũng có nói với cô rằng cô tuyệt đối đừng dính dáng bất cứ quan hệ gì với anh của cô ấy cả điều này cô vẫn chưa hề quên tôi thì chuyện hôm qua cứ xem như là sự cố đi Cô sẽ không để tâm tới nó nữa Sẽ để cho nó từ từ chìm vào dĩ vãng Quẹt đi nước mắt đang rơi trên mặt Cô dặn ra một nụ cười gượng gạo Rồi tự nhủ với bản thân Thôi vậy Chỉ là lần đầu thôi mà Thời nay đâu còn quan trọng đâu Đúng vậy Đâu còn quan trọng đâu Nhưng mà lại có một luồng suy nghĩ nữa Xẹt qua trong đầu cô Liệu sau này sẽ có người chấp nhận cô chứ Người đó sẽ không đem chuyện này ra chỉ chết cô chứ Ba mẹ cô sẽ không buồn nếu biết cô không giữ thân mình chứ đến một ngã rẽ nữa cô còn đang phân vân không biết đi hướng nào thì phía sau có ánh đèn xe dọi sáng cùng với tiếng còi vang lên cô không quay lại nhìn xem là ai mà chỉ né sang một bên cho chiếc xe ấy đi qua nhưng nó lại chạy lên chỗ cô rồi dừng lại mà không đi tiếp cô khó hiểu nhìn sang thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông khiến cô thành ra thế này đang từ trên xe bước xuống nước mắt cô vừa mới ngăn được lại chỉ vì nhìn thấy gương mặt kia mà một lần nữa lại tuôn rơi. Cô vội vàng bỏ chạy, muốn trốn khỏi anh, nhưng đi chưa được bao xa thì bị anh kéo tay giữ lại. Cô vùng vằng muốn trốn thoát nhưng không được, cuối cùng đành chỉ biết đứng im tại chỗ mà mặc kệ tay đang bị anh nắm, quý gầm mặt nhìn xuống đường. Tay cô hơi run, có lẽ anh cũng cảm nhận được nên nắm chặt hơn một chút như để an ủi, anh trầm giọng nói. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Khi nghe đến câu xin lỗi kia, cô lại càng tủi thân hơn, mắt đã nhòe đi bởi làn sương mỏng. Lần đầu quý giá của cô bị anh cướp mất, để rồi đổi lại được tám chữ này thôi sao? Anh xin lỗi rồi, mọi chuyện có thay đổi được gì không? Cô có trở về là một cô gái trong sạch được hay không? Anh thấy cô không đáp lại thì tiếp tục nói. Lúc đó tôi bị mất kiểm soát, không thể điều khiển được bản thân, nên mới làm ra chuyện có lỗi với em. Không nghĩ đến bản thân lại lấy mất lần đầu của em tôi sẽ chịu trách nhiệm với em tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm em đừng khóc không cần đâu em biết là anh không cố ý cứ coi như giữa em và anh chưa có chuyện gì xảy ra đi chuyện này đừng nhắc lại nữa nói xong cô còn quay lại nhìn anh mà dặn ra một nụ cười để chứng tỏ bản thân không sao anh nhíu mày em chấp nhận để bản thân chịu thiệt sao không phải chỉ là một lần quan hệ thôi sao thời nay đâu còn quan trọng anh buông tay ra cho em đi về được không? Anh chần chừ, miệng mấp máy muốn nói thêm nữa, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là "Để tôi đưa em về." Nói rồi, anh đưa tay muốn cầm giúp chiếc ba lô trên lưng cô, nhưng cô vội né tránh. Hiện tại, cô vẫn đang rất sợ anh đụng chạm vào người mình. Cũng đúng, anh đã hành động như thế, cô có thể nào lại không sợ. Cô từ chối lời đề nghị của anh, cúi đầu nói, "Em tự về được, cảm ơn anh." Giữa đêm thế này, em đi đâu tìm xe trở về đi bộ sao hồng ân im lặng anh thấy vậy thì nói tiếp tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho em dù sao hôm nay cũng là em gái tôi đưa em đến cuối cùng cô đành thỏa hiệp mà ngồi vào xe của anh nhưng không ngồi ở vị trí sát ghế lái mà ngồi vào hàng ghế phía sau còn chọn vị trí sau lưng anh nữa cô muốn tận lực né tránh hết tất cả ánh nhìn từ người đàn ông kia và cô cũng không muốn nhìn anh xe bắt đầu di chuyển suốt cả dọc đường đi không ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng phía sau anh phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ anh nghe thấy mà tâm tư dối bời vì hiện tại không phải giờ cao điểm nên xe chỉ chạy khoảng nửa tiếng là tới ký túc xá cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống muốn chạy trốn khỏi anh nào ngờ anh cũng nhanh chân đi theo mà lần này còn giữ lấy tay cô nói rất chân thành dù sao tôi cũng muốn nói một lần cuối tôi thật lòng xin lỗi em vì sự việc xảy ra hôm nay mặc dù em nói không muốn tôi chịu trách nhiệm nhưng nếu bản thân có khó khăn gì thì cứ trực tiếp tìm đến tôi tôi đảm bảo sẽ giúp em giải quyết cho bằng được cô im lặng không nhìn anh chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý anh lại tiếp tục lên tiếng nhớ phải bảo vệ bản thân tôi về đây hồng ân im lặng anh cũng không nói gì nữa quay đầu ngồi lại vào trong xe rồi đạp ga rời đi đợi tiếng xe nhỏ dần lúc này cô mới dám quay đầu lại nhìn không nghĩ đến lần này cùng Hằng đi chơi lại có nhiều thay đổi tới như vậy. Cô thế mà đã là phụ nữ rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút chua xót. Nhưng lúc nãy anh nói là nhớ bảo vệ bản thân là sao? Anh có ý gì chứ? Nghĩ một lúc mới ra, cô liền không đi theo hướng về ký túc xá nữa mà rẽ sang bên trái, ghé vào một tiệm thuốc ngay đấy. Bây giờ là tờ mờ sáng, bác bảo vệ canh cổng ký túc xá thấy cô mang ba lô đi vào nên tưởng rằng cô vừa từ dưới nhà lên nên cũng không nói gì cô nắm chặt hộp thuốc trong tay mím môi đi nhanh vào trong về tới phòng cô không bật đèn lên vì sợ làm mọi người tỉnh giấc lấy đại một bộ đồ ngủ cô chui nhanh vào toilet rồi khóa cửa tắm rửa vào giờ này nước lạnh đến tê da tê thịt ký túc xá không có vòi nóng lạnh cô cam chịu xối mình dưới dòng nước lạnh buốt kia soi mình trước gương từng vết đỏ hồng hiện lên trước ngực cô nổi bật như những đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên tuyết vậy đây chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh những gì cô vừa trải qua đều không phải là mơ cô điên cuồng vội vàng đi đến xả nước dội vào cơ thể của mình bất chấp cái lạnh cóng của dòng nước kia tay cô đưa lên cào cấu da thịt ngay ngực của mình nước thấm vào những vết thương kia làm chúng trắng bệch cả lên nhưng cô không thấy đau cô chỉ thấy chán ghét và bất lực hai tiếng sau cô từ toilet bước ra với đầu tóc ướt sũng da thịt trên người vì nước lạnh và vì bị cô kỳ cọ quá mạnh mà chỗ thì đỏ ửng chỗ thì chảy cả lên. Thấy hộp thuốc trên bàn, cô mở ra uống xong thì vứt vào sọt rác, sau đó mệt mỏi nằm xuống giường, trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm màn đang tung bay ngay cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thật may là ngày mai không phải lên lớp, cô không cần phải thức dậy sớm nữa rồi. Sáng sớm, cái thắm ở cùng phòng thức dậy sửa soạn đi học, cô lơ mơ nghe được tiếng mở cửa đóng cửa của nó. Lúc này, cô cảm thấy da thịt lạnh cóng nhưng chán lại đổ mồ hôi cả người thì đau ê ẩm nhất là vị trí giữa hai chân mỗi lần cô cử động là nó lại nhói lên hết tốc chăn ra rồi lại đắp vào cô cứ thế rơi vào trạng thái mê man đợi đến khi mọi người phát hiện ra cô bị sốt thì đã là buổi trưa rồi lúc đó cô lại lơ mơ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng mở cửa cô còn mơ màng nghe thấy giọng cái thắm bất ngờ thốt lên khi lần đầu thấy cô ngủ dậy muộn đến như vậy sau đó nó ngồi xuống bên giường cô đưa tay chạm vào người cô thì phát hiện người cô nóng bừng liền hốt hoảng lay cô dậy. Cô nghe thấy tiếng cái thắm gọi mình, nhưng hai mắt lại nặng trĩu không thể mở ra được. Đầu cô như muốn nổ tung, cơ thể thì vẫn thế, vẫn đau nhức không ngừng. Sau khi tỉnh lại lần nữa, thì cô đã ở bệnh viện. Cái thắm kể là nói nhờ bạn nam nào đó bế cô đến đây vì gọi hoài mà không thấy cô tỉnh. Hồng ân bối rối cảm ơn cái thắm. Cô cảm thấy bản thân mình đã làm phiền nó quá rồi. Cơ thể cô sao dạo này lại yếu đến thế không biết. Cơn sốt kia kéo dài xuyên suốt một tuần, hành hạ cô mệt mỏi không thôi, người cô vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. Hôm đó người yêu Hằng bị tai nạn nên nửa đêm cô ấy phải tới bệnh viện, những sự việc xảy ra sau đó cô ấy không hề biết. Lúc quay về không thấy cô, cô ấy mới gọi hỏi cô về từ khi nào. Cô giấu đi sự việc kia, cũng giấu luôn mình bị bệnh, chỉ nói với Hằng rằng lớp mình có lịch học đột xuất phải trở về. Hằng không nghi ngờ gì nên cũng chẳng gặng hỏi thêm phần vì lo cho bạn trai của mình phần vì bận rộn sách vở nên cô ấy cũng chỉ hàn huyên vài câu rồi vội ngắt máy một tháng sau hồng ân thì ở một bên lúi húi xếp đồ vào ba lô cái thắm ở bên cạnh phụ giúp xong nó đưa cho cô cái hộp nhỏ nói gửi cho hằng giùm tao bảo là tao chúc mừng sinh nhật nó ừ còn gì nữa không hết rồi chuyện là hôm nay sinh nhật cái hằng ba nam gọi cô về nhà chơi ăn sinh nhật Cô mặc dù còn e ngại chuyện kia nhưng lại không thể từ chối được, chỉ có thể đồng ý, vì Ba Nam có nói rằng: Anh Hoàng bận nên không về được, chỉ có ba mẹ, em Tú với cái Hằng thôi, con về thêm cho vui nhé. Cô đã đồng ý, vậy nên là sáng ra, vội xếp đồ để về kịp buổi trưa đón sinh nhật Hằng. Sau mấy hôm sốt ly bì kia thì tâm trạng cô cũng đỡ hơn đôi chút, không còn suy nghĩ nhiều hay tiêu cực về sự việc kia, nhưng buổi tối khi đi ngủ thì vẫn còn ám ảnh và mơ thấy ác mộng. Đôi khi còn có cảm giác như bị ai đó sờ mó nữa, rất đau khổ và khó chịu. Anh sau đó có nhắn tin và gọi điện hỏi thăm cô, nhưng cô từ chối hết tất cả, một phút lỡ lầm thôi mà, không cần anh phải bận lòng làm gì. Cô cũng muốn có thời gian để quên đi sự việc hôm đó. Lúc cô về tới nhà Hằng là vừa kịp tới giờ bữa tiệc bắt đầu, cô hơi xấu hổ vì không phụ được gì, chỉ biết nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn cùng mọi người ăn uống nói chuyện. Bà Nam nấu ăn rất ngon, mỗi lần về đây cô ăn được rất nhiều, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút nhạt miệng không muốn ăn. Bà Nam tưởng cô ngại, liền gắp lấy miếng cá lớn để vào chén cô rồi cười nói. Ăn đi con, đừng có ngại. Con thích ăn cá này phải không? Vâng, con cảm ơn ạ. Không nỡ phụ lòng ba nam, Hồng Ân cầm đũa, cắp miếng cá kia bỏ vào miệng, nhưng còn chưa kịp nhai, thì cái mùi tanh đặc trưng của cá sọc thẳng lên đại não, kích thích dạ dày cô cuộn trào, tạo ra cảm giác buồn nôn. Cô liền bụng miệng rồi nhanh chân chạy vào toilet, nôn hết miếng cá, cộng với nãy giờ ăn được những gì cũng nôn ra hết. Mọi người lo lắng mà thắc mắc, không biết cô bị sao. Hằng theo cô đi vào toilet, vừa giúp cô vỗ lưng, vừa hỏi Sao đấy? Nhìn mày cứ như bà bầu vậy. Câu nói của Hằng khiến cô chấn động, nhưng nhanh chóng gạt bỏ khỏi đầu mà nói dối. Không phải đâu, chắc tại tao bị đau dạ dày lại rồi. Tao nói mày học hành vừa phải thôi, chú ý bản thân nữa mà mày không nghe, cứ cố sức đấy. Hồng Ân cười gượng không nói gì mà đi đến mở vòi nước xúc miệng trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai chữ mà Hằng nói bà bầu, bà bầu dạo gần đây quả thực cô có chút mệt mỏi ăn uống hay nôn ra nôn vào kinh nguyệt tháng trước còn chưa tới chứ đừng nói là tháng này nhưng cô đã tìm hiểu kỹ rồi đây là tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp hôm qua cô ghé nhà thuốc hỏi bác sĩ cũng bảo cô như thế chỉ uống một viên mà tác hại quá à anh hai về tiếng bé tú chợt vang lên khiến Hồng Ân giật mình. Cái hằng nghe thế liền vui vẻ chạy ra xem, rồi bĩu môi nói lớn. Em cứ tưởng anh hai mê việc, quên mất hôm nay là ngày của em rồi chứ. Vốn định quên thật, nhưng mà sợ em khóc lóc ỉ ôi đấy thôi. Nhà có khách à? Nghe đến đây, sắc mặt cô trắng bệch ra. Sao ba nam bảo là anh đi công tác chưa về đâu mà? Bây giờ bảo cô làm sao đối diện với anh đây? Cô đứng trong nhà nghe hằng đáp lại lời anh. Chỗ của cái ân đấy, bạn em bị đau dạ dày nên ăn cứ nôn mãi thôi Anh hai có thuốc đấy không? Không có Hằng không nói gì nữa Cô ấy đi vào chỗ cô mà liên tục dục cô ra bàn ngồi Cô khó xử không biết phải làm sao Chỉ hận không thể mọc dễ Rồi ở luôn trong toilet này Hết cách Cuối cùng cô đành chịu thua mà bước ra Khoảng cách từ toilet tới phòng bếp bình thường dài lắm mà Sao hôm nay nó lại ngắn như vậy Cô chỉ mới bước có vài bước đã tới rồi Hằng thấy cô đi chậm quá liền thúc giục Nhanh lên, Mày làm như lần đầu về nhà tao ấy Sau đó cô ấy kéo tay cô Làm cả người cô mất đà ngã nhào về phía trước May thay cô kịp kiểm soát Mà đứng vững lại trước cửa phòng bếp Giây phút ngước lên nhìn tới bàn ăn Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh Đang ngồi ngay đấy Sát với ghế ngồi của cô Anh cũng đang nhìn về hướng này Nói đúng hơn là anh đang nhìn về phía cô Tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn Cô nhìn anh gượng cười chào hỏi Anh... Anh ạ à? ánh mắt hai người giao nhau hồng ân sợ hãi vội cúi đầu cô nghe thấy giọng anh nhàn nhạt, nhạt đáp lại rồi cô cứ đứng ở đó trần trừ mãi không chịu về bàn ngồi ba năm thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở sao đi ân ngồi vào bàn ăn cơm tiếp đi con ừ vâng ạ hồng ân đáp lại rồi lê từng bước nặng nề đi về vị trí của mình mà ngồi xuống suốt cả quá trình cô đều cúi thấp đầu không dám nhìn đến anh dù chỉ là một giây mọi người lại tiếp tục sôi nổi trò chuyện mẹ hạnh hỏi anh một tháng qua, con đi công tác thế nào hả Hoàng? Sao lần này đi lâu thế? Việt Hoàng đáp qua loa. Cũng bình thường thôi mẹ. Bệnh viện sắp áp dụng phương pháp mới vào chữa bệnh. Máy móc có chút phức tạp nên chuyến công tác mới kéo dài đến hôm nay. Thế đã xong chưa mà về? Hay là con chỉ về dự sinh nhật em thôi? Xong cả rồi mẹ ạ. Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cố sức quá. Con biết rồi. Lại là bầu không khí im lặng. Trên bàn ăn, chỉ còn vang lên mỗi tiếng chén đũa lạch cạch hồng ân ngồi một bên im lặng lắng nghe xong lại im lặng ăn uống trong bữa cơm cô chỉ ăn mỗi rau sống không dám ăn những món kia nữa sợ lại bị buồn nôn thì ra một tháng qua là anh đi công tác bận rộn như thế mà cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm cô nữa sao tuy rằng cô không nghe máy cũng như không trả lời các tin nhắn của anh nhưng anh như vậy cũng đủ để cô hiểu anh là người như thế nào ít ra thì cô sẽ không hối hận quá nhiều vì lần đầu của cô là cho một người đàn ông tốt như vậy cũng xem như là có chút an ủi đi việt hoàng ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng khi gắp đồ ăn thì chạm phải tay cô khiến cô giật mình né tránh sau đó cô lại len lén nhìn tất cả mọi người may quá không ai nhìn về bên này cả rồi bỗng nhiên một miếng thịt nướng xuất hiện trong chén của cô là người kế bên gắp hồng ân ngơ ngác nhìn anh chỉ thấy anh vẫn cứ ăn uống tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra Cô lại nhìn về chén của mình Rồi nhìn miếng thịt trong chén mà lưỡng lự Không biết có nên ăn hay không Ăn vào thì sợ lại nôn ra Mà không ăn thì không được Sợ anh lại nghĩ là cô khinh thường anh Thôi thì ăn đi vậy Một miếng thôi chắc là không sao đâu Thế là cô nhắm tịt mắt lại Rồi há miệng, nhét miếng thịt kia vào miệng Nhai nhồm nhòm đến phòng cả hai má Lúc này tự nhiên Hằng lại quay qua nhìn cô nói Ăn xong mình đi Còn chưa nói hết câu Hằng đã há hốc mồm nhìn cô ngây ngốc đây là lần đầu cô thấy cô ấy ăn uống kiểu này nên tròn mắt sao tự nhiên ăn kỳ vậy nghẹn bây giờ cô lắc lắc đầu ý bảo không sao rồi cố gắng nhai miếng thịt trong miệng mình cho xong cô biết anh cũng đang nhìn cô hơn nữa anh còn cười vì dáng vẻ lúc này của cô nữa eo ơi xấu hổ chết mất thế là cô liền đem miếng thịt kia nuốt xuống cổ họng sau đó bưng ly nước lọc lên nhưng còn chưa kịp uống thì lại là cảm giác cuồn cuộn xuất hiện rồi dâng lên trong dạ dày ngay lập tức Cô liền kéo ghế ra rồi chạy vào toilet Không ổn rồi Sao vậy chứ Sao tự nhiên hôm nay bụng nó lại phản ứng dữ dội như vậy Bình thường đâu có đến nỗi như này đâu Trong toilet Cô nghe được mẹ Hạnh nói với giọng vừa trách vừa thương Đau dạ dày đến mức này Thì cũng quá là kinh khủng rồi Không biết con bé chăm sóc bản thân kiểu gì Mà thành ra như vậy Thật là Tiếp theo là giọng ba nam Hoàng coi kê cho em toa thuốc nhé Chưa cứ như vậy con bé làm sao có sức mà học được con biết rồi ăn xong con sẽ làm ạ không nghe mọi người nói gì nữa cô mới từ toilet bước ra cô nén cảm giác mệt mỏi mà đi tới bàn ăn ngồi xuống uống nước rồi nhìn ba mẹ cái hằng sau đó khó xử nói con xin lỗi ba mẹ ạ con thật sự không cố ý đâu do hôm nay dạ dày con có chút vấn đề nên mới ba mẹ hiểu mà không sao đâu con nhưng bữa sau nhớ rút kinh nghiệm chú ý sức khỏe nha con vâng ạ rồi cô cầm đũa lên định ăn tiếp bữa cơm với mọi người nhưng ba nam không đành bắt ép cô nữa mà bảo không ăn được nữa thì thôi con qua kia ngồi đi bà pha nước cam cho uống vâng con cảm ơn ba ạ như được giải thoát cô liền đứng dậy đi ngay vì cô cảm nhận được từ nãy tới giờ vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình không buông ánh mắt kia khiến cho cô hơi hoảng sợ chỉ muốn mau chóng trốn đi mà thôi sau khi mọi người ăn xong hồng ân cùng với hằng lên phòng nghỉ ngơi cô đưa cho cô ấy hai phần quà nói đây là của thắm còn đây là của tao chúc mày sinh nhật vui vẻ cảm ơn mày cảm ơn thắm khách sáo thế à huy khỏe chưa khỏe rồi bay nhảy được rồi vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện điện thoại của hằng đồ chuông huy gọi cô ấy vui vẻ bắt máy nụ cười trên môi tươi giói nhìn bạn mình hạnh phúc như vậy hồng ân cũng cảm thấy hạnh phúc lây mà cười theo tình yêu đúng là làm cho con người ta như biến thành người khác vậy hằng dạo này thấy yêu đời hẳn ra có người gõ cửa phòng cô tưởng là ba nam nên mới chạy tới mở cửa nào ngờ người kia lại là anh hoàng khiến cho cô sững lại anh ạ à, hằng đang ở trong để em kêu bạn ấy anh đưa tay cản cô lại sau đó nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu khiến cô không chịu được mà định trốn đi thì mới chịu lên tiếng khi nào em về lại trường câu hỏi kết hợp với chất giọng lạnh băng của anh khiến cô sững lại anh hỏi như vậy là có ý gì muốn đuổi cô về sao? sợ cô ở đây nói chuyện kia với ba mẹ anh làm anh bị ảnh hưởng sao? dù trong lòng ấm ức nhưng cô vẫn lễ phép trả lời thật với anh. chiều nay ạ, chiều nay tôi đưa em về. nghe đến đây tâm trạng vừa xuống dốc của Hồng Ân lại biến thành hoảng hốt, cô vội xua tay nói, Kh không cần đâu ạ, em tự về được mà. sẵn tiện tôi đưa em đi khám xem dạ dày em thế nào. em ổn, uống thuốc là hết mà. tôi quyết định rồi. Em không có quyền từ chối đâu Bây giờ tôi có chút việc phải đi Xong việc sẽ về chở em qua bệnh viện khám Nhớ chở tôi đấy Nói rồi anh đi mất Không cho cô có cơ hội từ chối nữa Khiến cô bối rối chẳng biết phải làm sao Cô không bị đau dạ dày Đó chỉ là cái cớ để nói với ba mẹ anh và Hằng cho họ yên tâm thôi Chứ cô đâu thể nào nói với họ rằng Cô nôn là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai Vừa đóng cửa trở lại phòng ngủ Cô vừa trao mày Nghĩ cách làm sao để không đi khám với anh Hoàng từ sau chuyện kia cô luôn có cảm giác khó chịu khi lại gần anh thậm chí có thể nói là bài xích không muốn liên can gì với anh trước kia sợ anh một bây giờ cô sợ anh gấp trăm lần nghe tiếng xe nổ máy rồi từ từ nhỏ dần ở dưới nhà cô biết là anh đã đi rồi nhìn sang hằng cũng vừa cúp điện thoại cô liền nói với cô ấy hằng ơi tao xin lỗi nhé nhóm tao đột nhiên hẹn làm bài thuyết trình gấp tao phải về bây giờ đây hằng nhíu mày bảo sao mày bảo chiều mới về còn kéo đi chơi với tao thì sao Bữa khác tao bù cho mày nhé Bây giờ tao phải về gấp rồi Tao xin lỗi Hằng xị mặt liếc cô Lần này thôi đấy Bữa sau phải bù gấp đôi cho tao Nhất định mà Thôi tao về nhé Bữa sau sẽ bù lại hôm nay cho mày Ghét mày ghê ấy. Hằng cầu nhau vậy thôi Nhưng vẫn theo cô đi xuống lầu Trước khi về Cô không quên ghé qua phòng chào ba mẹ Hằng một tiếng Ba Nam vốn muốn chở cô về Nhưng cô từ chối Nói rằng mình đã đặt xe rồi về đến trường đã là 3 giờ chiều Không hiểu ngay tiệm thuốc có chuyện gì Mà tụ tập rất đông người Cô tính vốn không quá hiếu kỳ về những chuyện như vậy Nên mặc kệ mà đi về hướng ký túc xá mình ở Vừa mở cửa phòng Cô đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán Nói chuyện rôm giả Thấy cô, mọi người tạm ngưng lại cuộc trò chuyện Mà hỏi thăm đôi chút Thắm cũng đang ở phòng Thấy cô về, nó liền tách khỏi tụ bạn cùng phòng kia Mà chạy đến chỗ cô hỏi Hồi nãy mày về có thấy gì không? Thấy gì? bên tiệm thuốc sát trường mình ấy. Tao chỉ thấy đông người thôi, chứ không biết có chuyện gì. Tao biết này, bà dược sĩ ở tiệm đó bị công an bắt đấy. Hiệu thuốc đang bị phong tỏa, nghe nói đâu là bà ấy bán thuốc giả nhập lậu gì đó. Công an tới kiểm tra đột xuất, khiến bà ấy trở tay không kịp. Vậy là bị phát hiện, kiểu này chắc là đi tù mọt xương thôi. Lời thắm nói thành công thu hút sự chú ý của cô, cô hỏi lại. Mày nói cái gì chứ? Có phải tin thật không vậy? Phải mà, tao chắc chắn đấy. Thảo nào hôm bữa mày sốt, tao ghé đấy mua thuốc cho mày uống mà vẫn không giảm chút nào cuối cùng mày còn phải nhập viện một tuần nữa tai cô như ủ đi bởi những lời thắm vừa nói chuyện gì vậy chứ thuốc giả thuốc giả là sao tại sao lại là thuốc giả vậy thì viên thuốc mà cô uống trước kia thì sao là thật hay giả thật thì không nói nhưng nếu là giả thì sao còn biểu hiện mấy bữa nay của cô nữa cô chỉ dám thầm mong đó là tác dụng phụ của thuốc tránh thai ngàn vạn lần tuyệt đối đừng là cái kia nếu thật sự là như vậy thì cô biết phải làm sao bây giờ nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm chắc giờ này bệnh viện vẫn chưa đóng cửa đâu thế là cô liền lấy vội giấy tờ rồi rời đi không quên dặn dò cái thắm tao đi có chút việc chiều nay mày không cần đợi tao đi ăn đâu này đi đâu đấy cô nào có tâm trạng mà trả lời nó chứ bây giờ cô chỉ hận không thể lập tức có mặt ở bệnh viện để biết được đáp án rõ ràng cho những điều mà cô đang thắc mắc bấm chọn bệnh viện ở vị trí gần nhất Cô hối thúc bác tài nhanh chóng đưa mình đến đó. Thế nhưng khi bản thân đứng trước bệnh viện, cô lại chần chừ, nửa muốn bước vào nửa lại không. Cô sợ rằng kết quả kia sẽ triệt tiêu đẩy đời cô vào hẻm cụt. Cuối cùng lấy hết can đảm bản thân có được, cô tiến đến quầy đăng ký bốc số thứ tự, ngồi đợi tầm 20 phút thì tới lượt mình. Cô được bác sĩ giao cho một chiếc cốc nhỏ để lấy nước tiểu, sau đó bà ấy khám qua vài chỗ trên cơ thể cô và hỏi các biểu hiện khác lạ gần đây của cô. Cô thành thật nói hết tất cả với bà ấy Cũng nói luôn cả việc Viên thuốc tránh thai không biết thật giả kia Bà ấy nghe xong Thì nhìn cô chầm chầm Sau đó thở dài một hơi Bảo cô ra ghế chờ kết quả Đối với cô Một tiếng đó dài như vô tận Nó khiến đầu cô như muốn nổ tung lên Bởi hàng ngàn suy nghĩ lộn xộn Quanh quẩn trong đầu Nếu cô có thai thì sao Chuyện gì sẽ xảy ra Ba mẹ của cô sẽ thế nào Danh dự cả gia đình cô phải làm sao Việc học của cô rồi tương lai của cô nữa, tất cả sẽ đi về đâu? Ba mẹ cô là người trọng thể diện, trọng danh dự, cô biết rất rõ điều đó. Không chỉ với ba mẹ mà trong mắt cả dòng họ nội ngoại của cô cũng vậy, họ đều lấy cô làm niềm hãnh diện. Bây giờ nếu như cô thật sự không dám nghĩ thêm nữa. Đêm đó là ngoài ý muốn, cô đã nghĩ rằng sau khi uống viên thuốc kia thì cô và anh cũng xem như không còn liên quan gì nữa giữa bọn cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nào ngờ đâu mọi việc lại đến mức này bây giờ bảo cô phải làm thế nào đấy chứ liệu rằng nếu như cô thật sự có thai thì anh sẽ làm thế nào mặc dù tối hôm đó anh đã xin lỗi và nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng cô thật sự không muốn khoảng cách giữa cô và anh là vô tận cả hai lại đều không có tình cảm sâu nặng gì với đối phương thì làm sao mà ở bên cạnh được đây còn ba nam mẹ hạnh cả cái hằng nữa Cô phải đối mặt với họ ra sao? Cô vẫn còn nhớ như in câu nói của Hằng hôm đó. Cô ấy nói nếu cô mà cùng với anh Hoàng có bất cứ mối quan hệ riêng tư gì thì sẽ tuyệt giao với cô. Cô không hiểu tại sao cô ấy lại nói như vậy, nhưng cô thật sự rất trân quý tình bạn này, cô không muốn chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Lúc nhận được kết quả từ y tá, hai tay cô run lên cầm cập, đọc xong kết quả ghi trên tờ giấy, cô chết lặng. Cô không biết rõ cảm xúc lúc đó của cô là thế nào nữa cô đã đứng đầu tại chỗ rất lâu để ổn định tinh thần có lẽ cô bị hoa mắt mất rồi sau đó bằng cách nào để quay về cô cũng không biết nữa hình như là đi bộ cô đã đi bộ ba cây số từ bệnh viện về tới ký túc xá lúc này trời cũng đã tối thui rồi đứng trước cổng trường cô trần trừ nửa muốn nửa không muốn bước vào cô cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi để bước vào cánh cổng kia nữa cuối cùng cô lựa chọn quay người mà tiếp tục đi một cách vô phương hướng cô phải làm gì với đứa bé này đây dừng chân trước chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ hồng ân thẫn thờ ngồi xuống đó cô không khóc cô chỉ buồn chỉ thấy hối tiếc cho bản thân mình mà thôi bây giờ cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất chính là phá bỏ đứa bé nhưng cô lại không thể cô không thể làm chuyện trái với luân thường đạo lý được cô cứ nghĩ rồi lại phản bác rồi lại phân vân mãi giữa việc nên giữ hay bỏ đứa bé nên báo cho anh biết hay là im lặng giấu đi thời gian cứ dần trôi qua cô đã ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ý định đứng lên cô không muốn trở về ký túc xá giờ đây cô không muốn đối mặt với mọi người cô sợ họ sẽ phát hiện ra việc cô mang thai họ sẽ đối xử với cô như thế nào đây vừa mới chập chững bước chân vào đời đã gặp phải tình huống trớ trêu ông trời là đang phật ý cô điều gì mà trừng phạt cô như vậy chứ còn đang miên man trong từng dòng suy nghĩ thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô sau đó là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông xuất hiện trước mắt người đó lên tiếng sao lại ngồi ở đây nhận ra trước mắt là việt hoàng cô hốt hoảng muốn chạy trốn thì bị anh kéo lại mà ấn xuống ghế anh giữ chặt hai vai cô lại và liên tục chất vấn sao em không nghe điện thoại của tôi điện thoại của tôi giờ cô mới nhớ ra đúng là khi chiều có người gọi cho mình nhưng sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện cô liền suy sụp mà biến thành một đứa bất cần đời nên không nghe máy, cô khi đó chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Việt Hoàng thấy cô im lặng không trả lời thì hỏi tiếp. "Chẳng phải tôi bảo rằng chờ tôi về, chờ em đi khám hay sao? Sao lại nói dối rồi chuồn về trước? Em muốn tránh né tôi sao?" Vốn định im lặng mặc kệ anh chất vấn, nhưng có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn mà không chịu được sự im lặng cùng với dáng vẻ bất cần đời của cô nữa nên nghiêm giọng quát, "Trả lời tôi ngay." không cho phép em im lặng nữa. Anh chợt hung dữ như vậy, khiến cô sợ hãi thoát khỏi những suy nghĩ viển vông kia mà lắp bắp trả lời anh. Em... em đã đi khám rồi. Kết quả thế nào? Dạ. Dạ dày không có vấn đề gì hết. Việt Hoàng nghe xong thì nhau mắt nhìn cô chằm chằm, khiến cô hơi trột dạ mà quay mặt né tránh. Anh quăng cho cô một câu chắc nịch khẳng định. Em không bị bệnh dạ dày. Hồng Ân sừng sốt. Sao anh biết? À, cô quên, quên mất anh là bác sĩ. Những dấu hiệu lâm sàng kia làm sao qua mắt được anh chứ? Thế là cô quyết định im lặng không nói nữa. Chứ nói gì bây giờ? Anh là bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn qua sắc mặt của cô là có thể nhận ra cô không phải bị đau dạ dày mà. Hơn nữa hiện tại, cô vẫn chưa xác định có nên báo cho anh biết sự có mặt của đứa bé hay không, thì tốt nhất là đừng để lộ ra sai sót gì. Thế là Hồng Ân cứ cúi đầu, đan chặt hai bàn tay của mình vào nhau. Anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Là tác dụng phụ của thuốc tránh thai đúng không? Cô bề ngoài im lặng, nhưng trong lòng thì khá bất ngờ với suy đoán của anh. Cuối cùng đánh gật đầu thừa nhận. Thôi thì cứ để anh nghĩ như vậy đi. Cô đang dối lắm, vừa muốn nói cho anh biết sự thật, lại vừa không muốn nói cho anh biết. Mắt đã đỏ lên từ lúc nào cô cũng chẳng biết nữa, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới nó nữa cơ cô cũng mặc kệ màng nước mắt mờ mờ ảo ảo đang phủ trước hai thấu kính trong mắt mình. Dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn không ngăn được mấy giọt nước mắt tuôn rơi xuống kia. Một mình phải gồng gánh, chịu đựng áp lực lớn như vậy, khiến cô mệt mỏi và tủi thân lắm. Lúc này anh hỏi Han lại càng khiến cô tên tuổi thân hơn. Như nhận ra sự khắc thường của cô, anh thả nhẹ một câu khiến cô càng thêm sợ hãi. Tôi muốn xem giấy khám bệnh của em. Tay cô vội đưa lên giữ chặt chiếc túi, rồi né tránh ánh mắt của anh nói dối rằng em em vứt đi rồi cứ tưởng nói như vậy anh sẽ không truy vấn nữa nào ngờ đâu anh lại nói cho tới cùng với cô em vứt ở đâu để tôi đi nhặt lại hồng ân bối rối em em không nhớ em không nhớ hay là đang muốn che giấu điều gì thái độ của anh làm cô hốt hoảng nhất thời cứng họng không biết nói tiếp thế nào sao cô lại quên mất người trước mặt mình là ai chứ Cô có thể lừa được anh sao? Không thể nào. Việt Hoàng không nghĩ tới trường hợp kia, vì đêm đó anh đã quay xe lại và đậu vào một góc khuất quan sát cô. Anh nhìn thấy cô đi vào tiệm thuốc rồi đi ra, trên tay cầm theo chiếc hộp nhỏ, anh chắc chắn rằng đó chính là thuốc tránh thai. Vì vậy nên mới gạt bỏ đi trường hợp kia. Suy nghĩ hiện tại của anh chính là cô đã uống thuốc tránh thai và gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng nên hiện tại đang sợ hãi. Không vòng vo nữa, anh hỏi thẳng vào vấn đề luôn thuốc khiến em vô sinh sao hồng ân lắc đầu sao anh lại nghĩ như vậy vậy thì là gì cô tiếp tục lắc đầu trong lòng ngổn ngang suy nghĩ đắn đo giữa việc nói cho anh biết và không nói lúc này anh đã thật sự hết kiên nhẫn nên chuyển sang hăm dọa cô em không nói đúng không được vậy thì cùng tôi tới bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa lúc đó là biết ngay chứ gì nói rồi anh kéo cô đi thật cô rằng co không lại anh nên bị anh kéo đi một đoạn dài nhìn thái độ của anh không hề giống như đang hù dọa anh thật sự là muốn kéo cô tới bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa vừa hoảng sợ vừa bất lực cuối cùng cô bật khóc nói đừng đừng đi khám nữa mà anh thấy cô khóc thì ngừng lại thái độ có vẻ mềm dẻo hơn nhưng giọng thì vẫn lạnh lẽo như cũ vậy em nói đi bác sĩ nói em bị gì anh nói xong thì nghiêm mặt nhìn cô chờ đợi cô nói cho anh biết kết quả Chuyện đã tới mức này Cô còn có thể không nói ra sao Nhưng tâm trạng lo lắng cộng với sợ hãi Khiến cho giọng nói của cô lắp bắp Bác sĩ nói Nói Cổ học cô sao cứ nghẹn nghẹn mà không phát âm được Anh biết bản thân có lẽ đã hủ cô Bèn nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi dỗ ngọt Bình tĩnh nói thôi Em bị thế nào tôi cũng đều giúp em giải quyết Chỉ cần em nói cho tôi biết là em bị gì thôi Còn lại cứ để tôi lo vì tôi biết tôi chính là nguyên nhân gây nên cho em rắc rối đấy đúng không bác sĩ nói em có thai năm tuần rồi nói xong câu đó cô thấy rõ được nét mặt sững sờ xen lẫn khó tin của anh anh không tin sao chắc là anh nghĩ cô đang lừa anh quả thật là như vậy anh hỏi lại cô em có thai thật sao cô gật đầu đưa tay với vào trong túi lấy tờ giấy khám bệnh đưa cho anh xem Phía gần cuối của tờ giấy khám bệnh ghi rất rõ ràng, mang thai 5 tuần 2 ngày, còn có cả hình ảnh siêu âm nữa. Thế này thì làm sao mà sai sót nào xảy ra được, mọi chuyện đúng là sự thật. Sợ anh nghĩ rằng cô đã cố tình gài bẫy anh, cô vội vàng giải thích. Em thể với anh là em hoàn toàn không biết gì cả, em đã uống thuốc tránh thai rồi, nhưng lại không biết rằng tiệm thuốc kia bán thuốc giả. Em thật sự không hề biết đến chuyện đó, nếu biết em đã không mua thuốc ở đấy em nói thật mà anh tin em được không anh trầm mặc vo chặt tờ giấy hai mắt âm u tới khó tả anh sao vậy anh vẫn không tin lời cô nói sao có phải là anh đang định kêu cô đi phá thai không hoảng sợ trước thái độ này của anh cô cố gắng kìm lại tiếng khóc rồi định bỏ chạy đi cô sợ anh bắt cô đi bỏ đứa bé cô không muốn bỏ đứa bé đâu cô sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi nó nó vô tội cô không có quyền tước đoạt mạng sống của nó anh không cho cô chạy, kéo cô lại rồi vòng tay ôm cô vào lòng, tựa cầm trên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng chấn an. Không sao, em bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng cho em. Giải quyết? Giải quyết bằng cách nào? Anh im lặng, như vậy lại càng khiến cô sợ hơn, mà tin chắc rằng giải quyết trong câu nói của anh chính là đem bỏ đứa bé đi. Cô không ngừng thút thít, ở trong ngực anh ngày càng rơi nhiều nước mắt hơn, thậm chí đã ướt hết một mảng áo của anh rồi nhưng cô mặc kệ, cô không muốn bỏ con. Anh trầm ngâm suy nghĩ, anh cũng giống như cô, vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự xuất hiện của đứa bé này. Nó đến quá vội, nó đến nằm ngoài sự suy đoán của anh. Sự xuất hiện của đứa bé này gợi lên cho anh một nỗi ám ảnh, ám ảnh về sai lầm của anh trong quá khứ, và ngày hôm nay, anh quyết định không mắc sai lầm nữa. Anh sẽ tôn trọng mọi ước muốn cũng như quyết định của cô. Cô muốn như thế nào, anh sẽ chiều lòng theo như thế ấy một tay việt hoàng ôm lấy hông cô một tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài tới thắt lưng của cô như muốn an ủi cô nghe thấy anh thở dài một hơi nhưng không hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó là gì anh hỏi cô em tính thế nào giữ hay bỏ hồng ân ngưng khóc suy nghĩ một lát cuối cùng đành nói với anh bằng chất giọng cầu xin đừng bỏ con được không anh anh không cần đứa bé cũng được nhưng em cần em không cần anh chịu trách nhiệm em sẽ giữ kín chuyện này mà em sẽ tuyệt đối không cho một ai biết anh là cha của đứa bé nếu như anh không muốn đâu chỉ cần anh đừng bắt em phá cô không nói ra được hai chữ còn lại nữa nghe tản nhẫn quá anh bỗng nhiên kéo mạnh cô ra khỏi người anh rồi nghiêm mặt hỏi trong mắt em tôi xấu xa vô trách nhiệm đến như vậy sao cô gật đầu anh muốn bắt cô bỏ con mà không phải xấu xa vô trách nhiệm thì là gì anh bật cười cười một cách khó hiểu rồi trách móc cô với giọng điệu bất đắc dĩ. Cái cô gái này, từ khi nào lại xem tôi thành người xấu rồi? Tôi tại sao phải bắt em bỏ con chứ? Em muốn giữ con thì tốt, tôi mừng còn không kịp nữa là. Tôi còn đang tính, nếu như em nói muốn bỏ con, sẽ lập tức đẩy em xuống sông đấy. Nói xong, anh còn chỉ tay ra dòng nước chảy xiết ở gần đó. Cô ngơ ngác nhìn theo tay anh mà hơi nhăn mày, rồi quay mặt lại nhìn anh chằm chằm anh vẫn cười cười mà nhìn cô nói tiếp Em muốn giữ đứa bé Tôi cũng muốn giữ đứa bé Vậy thì chuyện này dễ giải quyết thôi Hồng ân mếu máu Giờ này mà anh cứ cười cười Trong khi cô đã lo đến xoắn cả não Cô đáng thương vừa rơi nước mắt vừa hỏi anh Giải quyết thế nào Có thai thì cưới Em khóc cái gì Nghe đến chữ cưới cô lại càng khóc to hơn Tuổi này mà cưới Ba mẹ đánh em chết mất Anh trấn an em đủ tuổi rồi làm sao mà không cưới được đừng có khóc không tốt cho em và đứa bé đâu cô vẫn không nín khóc anh thở dài an ủi tôi biết hiện tại tâm lý của em đang như thế nào em đang sợ hãi ra sao có lẽ em cũng như tôi rất bất ngờ về sự xuất hiện của đứa bé này nhưng không sao vì đã có tôi ở đây rồi mọi chuyện là do tôi gây ra vậy nên bây giờ em cho phép tôi gánh vác trách nhiệm và toàn bộ lỗi lầm được chứ nhưng không sao vì ở đây đã có tôi rồi Câu này của anh khiến lòng cô rung động Chưa từng có ai nói với cô như vậy Cảm giác của cô khi nghe câu đó Giống như anh là người chở che cho cô Sẵn sàng vì cô gánh vác mọi việc vậy Nước mắt từ khóe mắt của cô chảy ra mỗi lúc một nhiều Cô muốn ngưng cũng không ngưng được Điều đó khiến lòng anh dối bời Không biết phải làm sao mà than thở Tôi đâu có bắt em bỏ con Hay là chối bỏ trách nhiệm với em đâu Mà em cứ khóc tới thế này chứ Anh nín đi được không Mọi người đang tưởng tôi ăn hiếp em kia kìa Nghe thấy thế, Hồng Ân liền ngưng khóc, từ trong ngực anh chui ra, vừa cúi đầu thút thít thút thít mà nói ra nỗi lo sợ trong lòng mình. Năm nay, em mới chỉ có 19 tuổi, em vẫn còn đang đi học, em chưa sẵn sàng để làm mẹ, em không biết cách chăm một đứa trẻ là như thế nào, em lại càng không biết cách để trở thành nửa kia của một ai cả. Bà mẹ rất kỳ vọng vào em, em học đại học, cả nhà em đều rất hãnh diện, vậy mà bây giờ em lại có thai, em không muốn kết hôn, em... Bà mẹ sẽ đánh em chết mất Tôi giúp em chịu trận Cô lắc đầu Bà mẹ em rất khó Em bình tĩnh, nghe tôi nói đã này, đừng có hoảng Cô nghe lời anh Lau đi nước mắt mà lặng im chờ đợi xem anh sẽ nói gì Thật sự bây giờ cô đang rất hoảng Nghĩ đến ba mẹ là cô lại sợ hãi không thôi Anh vỗ vỗ lưng cô Giọng nói ấm áp Có thể là hiện tại Tương lai của em bị tôi đạp đổ Tôi để em phải mang thai ở độ tuổi này Và trong một tình thế ép buộc đây chính là lỗi của tôi Tôi hoàn toàn thừa nhận Nhưng tôi dám dùng danh dự của mình Để bảo đảm với em rằng Tôi sẽ lo cho em chu toàn Sau này đợi sinh xong đứa bé Tôi sẽ giúp em xây dựng tiếp tương lai còn dang dở Sẽ cho em đi học lại Sẽ không để em bị chôn vùi tuổi trẻ Em đồng ý chứ Ý anh là Em chỉ nghỉ học một năm để sinh con thôi Sinh con xong Tôi sẽ lại cho em đi học Tương lai em sau này do tôi gánh vác Tôi sẽ nuôi em, những câu chữ từ miệng của anh phát ra khiến cô sửng sốt, không nói thêm được bất cứ lời nào nữa. Tâm trí cô đã mơ hồ bay đi đâu mất rồi. Thấy cô mất tập trung, anh bèn nhéo mũi cô trách mắng. Nghĩ đi đâu thế? Thế nào? Em có muốn kết hôn với tôi không? Cô đắn đo, nhìn thẳng vào mắt anh mà chậm rãi hỏi như muốn chắc chắn. Anh chấp nhận kết hôn với em sao? Một người mà anh không có tình cảm, một người học vấn chẳng đến đâu, một người chẳng cùng thế giới với anh một người không có nhan sắc không có ngoại hình nổi trội một người chỉ có cái bụng lớn ép anh phải chịu trách nhiệm anh chấp nhận như thế sao anh đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô rồi thở dài buông ra một câu cô gái nhỏ này làm sao lại tự ti như vậy chứ đúng vậy cô rất tự ti đứng trước một người như anh cô lại càng tự ti hơn từ trước đến nay làm việc gì cô cũng đều nghĩ cho người khác sợ bản thân mình làm người ta bị ảnh hưởng sợ mình làm phiền người ta sợ người ta sẽ chán ghét mình cô luôn là như vậy luôn sống vì người khác chưa một lần cô vì bản thân mình được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa tôi nói chịu trách nhiệm với em thì chính là chịu trách nhiệm với em tôi nói muốn kết hôn với em thì chính là sẽ kết hôn với em tôi là việt hoàng tôi nói được chắc chắn sẽ làm được nhất định sẽ không nuốt lời với em em cho tôi một tuần để nói chuyện với ba mẹ sau đó sẽ cùng em về nhà thưa chuyện được không nghe những lời này cô lại tiếp tục trần trừ vò vò vạt áo của mình cô không biết mình nên làm gì nữa cô không thể từ chối nhưng lại không muốn đồng ý cô vẫn còn dối lắm về nhà cô thưa chuyện sao nghĩa là sẽ phải đối mặt với ba mẹ sao mọi chuyện sẽ tồi tệ tới mức nào đây chứ chỉ mới nghĩ sơ qua thôi cô đã thấy khủng khiếp rồi được rồi mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi bây giờ khuya rồi tôi đưa em trở về nghỉ ngơi hồng ân còn chưa cho anh câu trả lời thì anh lại nói tiếp, xong nắm lấy tay cô kéo đi về hướng trường học. Cái nắm tay này của anh khiến cô bối rối. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cùng anh có những hành động thân mật như vậy. Suốt dọc đường đi, cô và anh không hề nói với nhau một câu nào. Mỗi người đều bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí này. Cô dừng chân, anh cũng không đi nữa mà dừng lại. Mở túi lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên mẹ yêu hiển thị trên màn hình hồng ân trần trừ không dám bắt máy cuối cùng quyết định bấm vào nút đỏ từ chối cuộc gọi bởi vì có anh ở đây nên cô không tiện nghe điện thoại cô định đợi lát nữa về tới phòng rồi sẽ gọi lại cho mẹ sau thế nhưng còn chưa kịp cất lại điện thoại vào túi thì tiếng chuông kia lại một lần nữa vang lên vẫn là mẹ cô gọi cô lại định nhấn nút từ chối thì anh đưa tay ngăn cản em nghe máy đi đừng để ba mẹ lo lắng nghe anh nói như vậy cô hơi chần chừ nhưng rồi quyết định ấn vào nút đỏ tắt máy lát nữa về rồi cô gọi lại cho ba mẹ thì hơn có lẽ là đang lo sợ chuyện mình mang thai nên hồng ân chột dạ không dám nghe máy trước mặt anh có lẽ anh cũng hiểu được nên bật cười hỏi cô em sợ ba mẹ tới như vậy sao cô cũng không giấu giếm khẽ gật đầu rồi nói vâng ba em rất nghiêm không được dễ chịu như ba nam của anh đâu do anh không biết đấy thôi ba cô là một người đàn ông rất đáng sợ về độ khó tính so với anh thì tuyệt đối không hề thua kém sắc mặt của ông làm cho ai nhìn vào cũng phải kiêng nể vài phần ông là kiểu người tiêu biểu của xã hội cũ tư tưởng còn rất khắt khe và có phần cổ hủ lúc còn ở nhà cô ngoài đi học và về nhà ra thì tuyệt đối không được đi đâu nữa bạn bè mỗi lần rủ đi chơi hoặc mời đi sinh nhật cô toàn nhờ vào mẹ giúp nói dối để trốn tránh khi đi cũng phải tranh thủ về sớm để ông không nghi ngờ trong tất cả mọi chuyện, nếu như có ai đó làm điều gì Phật ý, ông sẽ trừng phạt người đấy cho đến khi biết nghe lời, sửa lại cho đúng ý ông thì thôi. Càng thân thuộc, ông sẽ càng trừng phạt nghiêm khắc. Đó chính là lý do vì sao cô lại sợ ông như vậy. Năm 10 tuổi, đã có lần cô phạm lỗi lớn là ham chơi, không chịu học bài, nên ba bài thi liên tiếp đều dưới 5 điểm, khiến cho ông tức giận mãi không nguôi. Ông đã phạt cô quỷ giữa sân đúng 10 tiếng đồng hồ, không được ăn cơm, chỉ được uống nước mẹ cô có nói giúp thế nào cũng không được đến khi được đứng dậy thì hai chân cô tê cứng đầu gối bầm tím cả lên người tả tơi không có sức sống mém chút nữa thì ngất đi tới bây giờ nhớ lại cảm giác đó mà cô vẫn thấy rất thật như chuyện vừa mới xảy ra vậy nhưng ba cô khi đó mặt vẫn không đổi sắc quay lưng bỏ vào phòng ngay cả một ánh mắt tội nghiệp dành cho cô cũng không có ông còn răn đe cô lần sau tốt nhất đừng nên tái phạm từ khi đó cô đối với ông trở nên dè chừng một chút nhởn nhơ cũng không dám lúc nào nói chuyện với ông cũng cảm thấy lo sợ anh nghe cô nói như vậy thì bật cười rồi đáp vậy thì em cũng không cần phải lo sau này có thêm ba chồng khó tính cô tưởng mình vừa nghe lầm không nghĩ đến anh lại nói chuyện với mình theo kiểu như vậy nên ngơ ngác hỏi lại dạ đi về đi em còn muốn ở đây tới bao giờ nữa à vâng thế rồi cô theo anh đi về Suốt cả dọc đường đi, tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí cũng không tới nỗi ngột ngạt mà ngược lại khá hòa thuận dễ chịu. Tay anh vẫn luôn bao bọc lấy tay cô mà dắt đi, làm cho cô cảm thấy thật ấm áp. Về tới trước cổng ký túc xá, cô dừng lại tạm biệt anh. Em vào trong đây ạ. Ừ, ngày mai có đi học không? Hồng Ân lắc đầu. Vậy thì ngày mai, tôi qua đưa em đi ăn sáng, sẵn tiện ghé qua bệnh viện khám lại một chút. Anh vẫn không tin là cô đã mang thai sao? Anh vẫn nghĩ là cô lừa anh Suy nghĩ này khiến tâm trạng của cô có hơi xuống dốc Cô không lên tiếng Chỉ gật đầu đồng ý với anh Anh vừa nhìn biểu cảm của cô Là biết cô lại nghĩ bậy bạ Thế nên giải thích rõ ràng với cô Tôi tin là em mang thai Tôi tin đó là con của tôi Đưa em đi khám Là khám tiền hôn nhân Xem tình trạng sức khỏe của tôi và em khi sinh con ra có vấn đề gì không Nếu có Thì chúng ta còn có thể khắc phục sớm hơn Hiểu chưa Hóa ra là cô đã hiểu lầm anh bèn ngượng ngùng đáp vâng hình như là em chưa ăn tối đúng không lúc này cô mới chợt nhớ ra bụng cũng bắt đầu có cảm giác đói đói rồi trong phòng còn thức ăn không mì rau cô gật đầu anh thở dài thật chẳng biết nên nói gì với cô nữa được rồi em đi vào đi vâng vậy anh về cẩn thận ạ à? tôi biết rồi còn tính đợi anh lên xe rồi cô mới đi vào nhưng anh dường như không có ý định rời đi trước mà vẫn cứ đứng nhìn cô chằm chằm thấy cô vẫn đứng yên như vậy anh nhắc nhở em vào trong trước đi xong rồi tôi sẽ rời đi anh nói như vậy cô cũng không đôi co nữa bèn quay người đi vào ký túc xá cô còn phải gọi lại cho ba mẹ báo rằng mình đã về phòng sợ họ thấy cô lâu quá sẽ gọi lại đang đứng trước cửa phòng thấy bên trong tối thui hồng ân mới chợt nhớ ra hình như là mọi người hẹn tối nay cùng đi xem phim chắc là họ đi chưa về may là cô có mang theo chìa khóa vì vậy không phải đứng đợi ở bên ngoài nữa. Vào trong, cô đi đến cất giỏ rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi về nhà. Không ngoài dự đoán là ba cô bắt máy. Ông hỏi cô tại sao bây giờ mới nghe máy. Cô đành nói dối là mình vừa tắm xong. Ông liền mắng cô mấy câu rồi mới cho qua mà chuyển máy để cô nói chuyện với mẹ. Đột nhiên cô có chút tuổi thân. Cô biết ba là đàn ông nên ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng nhiều khi thái độ của ông đối với cô rất lạnh nhạt, làm cho cô có cảm giác như ông không thương cô vậy những quy định khắt khe ông dành cho cô tuy có những cái vô lý nhưng cô vẫn tự nguyện chấp nhận tuân theo vì cô nghĩ là ông muốn tốt cho cô thế nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi cô lại tự an ủi mình rằng không sao cả ít ra cô vẫn còn có mẹ ở bên cạnh để chia sẻ mẹ không giống ba mẹ bộc lộ sự quan tâm và yêu thương cô rõ ràng hơn khiến lòng cô ấm áp ví dụ như bây giờ giọng mẹ từ trong điện thoại dịu dàng chuyển đến tai cô nghe thật dễ chịu có khỏe không con? Đã ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi Nhớ ăn nhiều vào đấy Dù không vừa miệng cũng phải chịu khó một chút Chứ đừng có bỏ bữa biết chưa Con học có mệt không? Đừng cố sức quá mà bệnh đấy nhá Hồng ân bật cười Mẹ đừng lo con khỏe lắm Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà Con nhất định sẽ... Cô còn chưa nói hết câu Thì mẹ đã ngắt lời Ân này Mẹ không quá đặt nặng vấn đề Con phải trở thành một người nổi trội hay xuất sắc gì mẹ chỉ muốn con gái của mẹ được khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành không phải bị bất cứ áp lực gì đè nặng trên vai vậy nên con đừng cố gắng quá sức mình cái gì cũng phải chừng mực thôi mẹ không muốn con quá cực khổ đâu lời mẹ nói làm cho cô muốn khóc quá cô nhớ mẹ nhớ nhà đã rất lâu rồi cô chưa về thăm nhà cô rất nhớ không phải là cô không muốn về mà do lịch học của cô có trống nhưng không nhiều kể thời gian cô đi đi về về đã chiếm gần nửa thời gian cô được nghỉ rồi Vậy nên chỉ những dịp lễ được nghỉ dài hạn Thì cô mới trở về nhà thôi Có lẽ lần tiếp theo cô trở về Sẽ không còn là sự vui vẻ hạnh phúc Như những lần trước nữa Mà kéo theo đó là hàng ngàn bão rông cùng đến Bởi vì cô đã gây nên tội lớn Một tội lỗi khó lòng có thể Mong ba mẹ tha thứ được Nên chất giọng nghẹn ngào Cô cố làm như không có chuyện gì mà cười cười Mẹ lại vừa xem phim có phải không Tự nhiên lại nói xến xúa thế Mà mẹ có khỏe không ạ Mẹ khỏe, bữa nay trong dãy đã rảnh việc Nên chỉ có bố con vào trông non thôi Mẹ ở nhà lo cơm nước cho ông ấy Vâng, khi nào thì con về Con... Con cũng muốn về lắm Nhưng lại vừa không muốn về Bởi vì khi con về Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phải thay đổi Bởi vì khi con về Chắc chắn sẽ khiến mẹ đau lòng Nhà mình sẽ chẳng còn được bình yên như hiện tại nữa Vài bữa nữa con về ạ Ừ Dành thì tranh thủ về thăm mẹ không là mẹ giận đấy Hồng ân nghẹn ngào đáp lại Vâng Bên kia đầu dây Tiếng ba cô lại một lần nữa vang lên Dục mẹ cô đi ngủ Mẹ vội dặn dò cô thêm vài câu Khuya rồi Học nhanh rồi ngủ con nhé Nhớ ăn uống đầy đủ Hết tiền thì nói với mẹ Mẹ gửi cho Đừng có tiết kiệm biết chưa Mẹ đi ngủ đây Sáng mai còn dậy sớm Nấu cơm cho ba con ăn rồi còn đi dãy nữa Vâng mẹ ngủ ngon ạ à. Ừ Khi mẹ sắp cúp máy Hồng ân đột nhiên gọi với bà lại À mẹ ơi. Sao con? Nếu con nói là nếu thôi nhá. Nếu con gây ra tội lỗi tày trời, mẹ có tha thứ cho con không? Sao con lại hỏi như vậy? Con chỉ muốn hỏi thử thôi ạ. À. Tha thứ. Giọng mẹ cô chắc nịch nói ra hai chữ ấy, xong bà còn nói thêm. Cho dù con có làm điều gì sai trái, lỗi lầm con lớn đến đâu, mẹ cũng sẽ tha thứ. Nhưng mẹ biết con gái mẹ là đứa trẻ ngoan tuyệt đối sẽ không làm ba mẹ buồn đâu, đúng không con? Nghe đến đây, nước mắt cô trực trào. Đây là cách ba mẹ cô luôn nhìn nhận về cô. Trong mắt của họ, cô lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan. Vậy thì cô làm sao nỡ nói với họ? Dạ, thôi mẹ ngủ đi nhé. Ừ, mẹ cúp đây. Vâng. Lấy điện thoại ra khỏi tay mình, cô lại ngồi thẫn thờ. Mọi chuyện xảy ra vào hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Tự nhiên cô phát hiện bản thân mang thai sau đó chuyện này bị việt hoàng phát hiện cuối cùng là anh nói sẽ lấy cô có phải tất cả là mơ không cô cũng hy vọng nó là mơ vì nếu là mơ thì thật tốt cô còn có thể tỉnh dậy bằng cách thức giấc sau đó mọi vấn đề tệ hại này sẽ hoàn toàn biến mất chuyện cô không muốn cũng sẽ mất đi không có đêm đó cũng không có sự xuất hiện của sinh linh nhỏ đang nằm trong bụng cô thật quá tốt tiếng gõ cửa vang lên đột ngột khiến hồng ân giật mình tưởng là các bạn trở về Cô nhanh chóng đi tới mở cửa nhưng không phải, kia là bác bảo vệ khu ký túc xá của cô. Bác tên là Mười, là người dễ tính nhất trong các bác bảo vệ ở đây. Cô cũng có thỉnh thoảng gặp bác rồi trò chuyện đôi chút. Bác cỡ tuổi bố cô, lúc nào cũng đối với bọn cô vui vẻ niềm nở. Đa số bọn cô, ai cũng đều yêu quý bác hết. Hiện tại, bác đang đứng trước cửa phòng cười hiền, đưa cho cô một hộp thức ăn rồi nói. Bạn trai cháu gửi này, cậu ấy vừa ghé qua. Cô nghệt mặt nhìn bác, không đưa tay ra nhận lấy hộp thức ăn kia vì nghĩ bác bị nhầm người bác có nhầm lẫn gì không ạ à? nhầm làm sao được cháu tên là hồng ân đúng không trong danh sách chỉ có mỗi một tên này thôi là cậu thanh niên lúc nãy đưa cháu về gửi bác đấy bác có nhìn thấy mà cậu thanh niên hồi nãy là anh sao anh mua đồ ăn cho cô sao nhận lấy hộp thức ăn từ tay bác mười cô nói cảm ơn rồi đợi bác quay lưng rời đi mới đóng cửa phòng lại để hộp thức ăn lên bàn cô mở ra xem thử thì ngay lập tức bị hơi nóng cùng với mùi thơm của thức ăn phả hết vào mặt. Tiếng tin nhắn chuyển đến, cô liền đi tới mở điện thoại ra xem là anh nhắn tin cho cô, nguyên vẹn nội dung tin nhắn là Tôi không biết em nghe những gì nên mua cháo, cũng đã dặn người ta nêm thanh đạm một chút để em dễ ăn rồi. Sau này sẽ tìm hiểu kỹ hơn về khẩu vị của em, nên đừng giận tôi nếu tôi mua không đúng ý em nhé. Nghỉ ngơi sớm đi, mai 7 giờ tôi đến đón em, ngủ ngon. Cô không biết anh quan tâm mình như vậy là vì cô hay là vì đứa bé nhưng hiện tại lòng cô cảm thấy rất ấm áp một cảm giác ấm áp trước giờ cô chưa từng cảm nhận được đây chính là lần đầu tiên có người khác giới quan tâm cô như vậy cô không thể nói dối rằng lòng mình không có chút gì gọi là rung rinh kéo ghế ngồi xuống cô vui vẻ ăn hết hộp cháo trong chốc lát đúng là thanh đạm cô không hề cảm thấy buồn nôn một chút nào hết đây cũng là lần đầu tiên cô không bỏ mứa khi ăn món này thật ra cô rất ghét cháo nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó rất ngon còn ngon hơn cả món ăn mà cô thích nhất hương vị của nó khiến cô luyến tiếc có lẽ là do tiệm cháo này hợp khẩu vị của cô chăng hay là còn do lý do khác nữa điều này cô vẫn chưa giải đáp được không suy nghĩ nhiều nữa cô dọn dẹp rồi quyết định đi tắm và ngủ sớm ngày mai không phải đến lớp nên tối nay cô sẽ nghỉ ngơi một hôm lúc trước không quan trọng giờ giấc là vì cô chỉ có một mình còn bây giờ trong bụng cô có thêm một mình nữa nên cô cần phải chú ý hơn. Lúc cô vừa tắm xong thì các bạn cũng vừa về tới, cái thắm nhìn cô là lại nhớ tới chuyện khi chiều cô rời đi vội vàng liền kéo cô đi đến hỏi cho ra nhẽ. Hồng Ân giấu đi chuyện kia, chỉ nói rằng bản thân đi tới bệnh viện kiểm tra xem lần uống thuốc giả kia có để lại hậu quả gì xấu hay không thôi. Vậy mà rời đi gấp như thế, làm tao hết cả hồn. Mày biết cách hù tao quá cơ. Tao không cố ý mà, đừng có nóng thôi đi tắm đi tao nhường quên tắm trước rồi ở đây nhiều chuyện với mày thêm một chút nữa à mà hồi chiều chị quản lý ký túc xá mới gửi thông báo mới đấy mày xem chưa thông báo gì tao chưa xem đại ý là nói tụi mình chuẩn bị chuyển ra ngoài nhường lại phòng cho khóa sau hạn là cuối tháng này mà trường cũng thiệt tình cho ở chỉ có một năm đầu là mình phải mất công chuyển vào chuyển ra cô lẩm bẩm tính toán cuối tháng này vậy là cuối tuần sau rồi đúng đấy mày có dự định ở đâu chưa Tất Hồng đang định nói là tất nhiên ở chung với Thắm, nhưng cô chợt nhớ ra còn có chuyện là cô sẽ kết hôn rồi nghỉ học nên ngừng lại. Theo như lời anh nói thì tuần sau sẽ về nhà cô nói chuyện, vậy khi nào bọn họ kết hôn, sớm hay muộn gì cũng không nói, nhưng quan trọng là trước khi kết hôn cô ở đâu, có lẽ nên hỏi anh qua một chút nhỉ. Ở với cái Thắm cũng được, nhưng sau khi cô chuyển ra thì phòng sẽ thế nào? Tại vì bọn cô đều là sinh viên nên luôn cố gắng tiết kiệm nhất có thể tiền thuê phòng hôm bữa đã dự tính với nhau rằng bao nhiêu người thì chọn phòng mấy nhiêu giá tiền rồi chia ra bình quân cho đỡ tốn kém giờ cô ở chung với thắm thì không sao sau này khi cô dọn ra thì thắm tìm đâu người bù vào chỗ của cô rồi lại phải chuyển tới chuyển lui nữa như vậy sẽ gây phiền phức cho thắm mà tính cô thì không muốn như vậy khi không lại gặp nhiều vấn đề như vậy là sao sao vậy mày có ở cùng với tao không tao để từ từ tao xem sao đã gì nói với mày sau nha tính của cô và cái thắm không quá hợp với các bạn cùng phòng nên khi trước bọn cô cũng đã nói là sau này dọn ra trọ sẽ không ở với các bạn ấy nữa vậy nên lúc cô nói ra câu này có hơi sợ rằng cái thắm giận mình nhưng hên sao nó lại sảng khoái đồng ý vậy cũng được nhưng mà nhớ nói sớm để tao còn biết đường tìm trọ nữa à tao phải đi hỏi cái hằng xem là nó có muốn ở chung với mình không lúc trước nó bảo đợi tụi mình ra ở trọ thì nó sẽ ở chung với tụi mình đấy Ừ, nhắc đến hằng, lòng cô lại nặng trĩu, cũng may là cái thắm đã đi về giường tìm điện thoại nên không phát hiện ra thái độ khác thường của cô. Kéo màn che lại, cô nằm xuống đắp chăn rồi nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, sau đó ngủ đi khi nào không hay. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.